Rồi thì mình cho cả nhà xem cái cốp của em nó ha. Cái cốp của em quay Alpha 2024 có thay đổi gì không nha cả nhà. Rồi xin mời cả nhà cùng theo mình nha. Rồi thì đây là bình xăng em đó nè ha. Thì bình xăng thì mình thấy cũng không thay đổi gì nha cả nhà, cũng không thay đổi gì ha. Thì cái cốp của em nó đây, thì cái cốp cũng y cũ rồi cả nhà ơi, cốp cũng nhỏ gọn thôi nha. Cốp cũng nhỏ gọn thôi chứ không có gì ha. Rồi nè, cốp nó có nhiêu đây nha, thì cho cả nhà biết ha. Rồi, rồi yên em nó nè. Thì vẫn là cái bình xăng là vẫn là màu đen, màu đen nhỏ gọn như thế này ha. Rồi, cốp cũng nhỏ luôn. Rồi, rồi xin chào cả nhà đã đến với kênh YouTube Võ Thanh Hiền TV của mình nha. Rồi hôm nay xin mời cả nhà cùng theo mình đến cửa hàng xe máy Thu Vân cả nhà. Hôm nay mình thấy có Venfa về thì mình quay cho cả nhà xem ha. Thì xin mời cả nhà cùng theo mình nha. Thì đây là cửa hàng xe máy Thu Vân ha, thành phố Sa Đéc. Địa chỉ là số 2 đường Hồ Xuân Hương, khóm 1 phường 1 thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp ha. Số điện thoại là 02773 863 899, một số nữa là 02773 840 668 ha. Rồi, đây là cửa hàng xe máy Thu Vân ở thành phố Sa Đéc ha. Rồi xin mời cả nhà cùng theo mình quay chiếc Alpha cả nhà. Rồi. Rồi, đây là chiếc Venfa 2024 nè cả nhà. Thì mình quay một vòng cho cả nhà xem nha. Thì em nó đây. Thì em nó có cái màu xanh rất là đẹp nè cả nhà. Nè. Xin mời cả nhà cùng theo mình xem em nó nha. Có gì thay đổi không ha? Rồi mình quay một vòng em nó chút rồi mình vô chi tiết nha cả nhà, mình vô chi tiết ha. Rồi. Đây thì em nó là có cái màu xanh nha cả nhà, cái màu xanh ha. Mình quay kỹ chi tiết cho cả nhà xem nha. Rồi rồi mình vô chi tiết nha cả nhà. Thì em nói là có cái dàn đầu là y như cũ ha. Thì vẫn là bóng đèn halogen, ánh sáng vàng ha. Chưa có đèn led, chưa có lên đèn led nha cả nhà. Còn đèn nhan hai bên thì vẫn là ánh sáng vàng luôn ha. Rồi. Thì em nó có cái tem màu xanh đây. Có tem màu xanh mới nữa cả nhà. Nè, tem màu xanh mới ha. Có chữ Honda được dán ở đây, dán trên cái mặt nạ nè. Thì mình vô bánh trước luôn nha cả nhà, vô bánh trước em nó. Thì cả nhà thấy cái đợt này Venfa đã ra cái mẫu này á, thì đã làm cái cặp phuộc nó màu đen nha cả nhà ha. Cặp phuộc nó sơn được sơn màu đen nè, màu đen bóng ha. Mình đen cũng hơi bóng bóng cả nhà. Hơi à. Chứ không có bóng nữa, vừa hơi sần sần tí xíu ha. Rồi. Thì được đi cái lớp là cái lớp trên xin nha cả nhà. Thì lớp trên xin này mình thấy cả nhà chạy cái lớp trên xin này rất là an toàn ha. Thì Honda Venfa chiếc này đã thiết kế cho mình một cái lớp trên xin, cái lớp trên xin trên cái chiếc Venfa mới này ha. Rồi thì Venfa này cả nhà đi lớp trên xin này thì chạy rất là bám đường nha cả nhà. Thì cả nhà ít chợt lắm, thì cái vỏ xe nó bám đường nó ít chợt cả nhà. Cả nhà nghiêng xe ha, chứ bò cua thì nó bám xuống lộ nó đỡ chợt ha. Thì lý do là nó bám đường là ở chỗ đó ha. Còn những cái vỏ mà vỏ khác á thì mình không biết nha cả nhà, chứ trên xin thì mình có chạy rồi. Rồi thì rất là bám đường, bớt thắng ít là chạc, ít chạc lắm. Đây thì dàn đầu em nói này cả nhà, đây em nói ha. Thì em nói là đèn mặc định là cháy sáng suốt nha cả nhà, cháy sáng suốt luôn nha, không có công tắc đèn ha. Thì đây là nút đề nè, thì em nó có hai chìa phá nè, hai chìa phá ha. Rồi thì ở trong cái hốc bửng á, thì nó có cái tem dán được dán ở trong này đó nha. Thì cái này là cái đát ha, cái đát xe của hãng sản xuất nè, của hãng sản xuất Honda Việt Nam ha. Rồi thì mình quay một vòng cho cả nhà xem. Thì đây bô cũng y vậy nha cả nhà. Thì cái lốc máy cả nhà thấy cũng y chang vậy nha, y cũ ha, vẫn là một cái lốc màu đen nhám.
gấp thì gấp màu sơn bóng ha, đen bóng ha cả nhà. Rồi thì cái lớp sau cũng chanh xin luôn nè, lớp chanh xin mình chạy rất là an toàn, thì thông số lớp là 80, 90, 17 ha cả nhà, thì cũng bình thường ha. Rồi đây là đuôi nè, đây đuôi em nó cũng không có gì thay đổi ha. Thì cả nhà xem một chút mình báo cái giá cho cả nhà tham khảo ha. Cái giá của chiếc Vinfast mới này 2024 nè tại cửa hàng xe máy Thu Vân nó như thế nào ha. Thì em nó có cái cặp tem màu đen nè cả nhà, được sơn màu đen bóng nè, với cái gấp dẫn sơn màu đen bóng luôn. Thì cái màu bóng này thì rất là giống cái màu của Quay Thái ha cả nhà. Cái màu bóng này rất là đẹp, rất là sạch sẽ, phục cũng màu bên đen bóng luôn ha. Đây thì cái niệm em nói là niệm Goshi nha cả nhà, niệm Goshi. Rồi thì lốc mâm lửa em nói nè nằm bên đây nè ha. Còn cái này nắp đùi cá, nắp đùi cá là đầy cái nhông đó cả nhà, cái nhông ha, cái nhông. Rồi thì em nó có cái bẩn được Honda Việt Nam đã thiết kế cho nó, cái bẩn là màu đen ha cả nhà, vẫn là màu đen nhám nha, màu đen nhám. Cái cánh bẩn á, cái cánh bẩn này á, thì màu bóng. Còn sụp vô cái hốc bẩn này á, dưới cái ốp bẩn này á, dưới cái bờ này á, thì vẫn là màu đen nhám nha cả nhà ha. Thì thay đổi chỗ đó ha, nè cái màu đen nhám nó kéo tới sau luôn nè, nó kéo qua tới đây luôn ha, vẫn là màu đen nhám. Rồi thì thay đổi như đó hết cả nhà. Rồi thì công đồng S thì vẫn là hai nhựa dây y cũ ha, cũng không thay đổi gì. Thì cho cả nhà xem cái đầu bò em nó nè, thì đầu bò của nó là nè, thì vẫn là y cũ cả nhà ha, chỉ thay đổi những cái vật dụng sơ sơ ngoài thôi. Rồi, như tem nè, màu nè, nhãn năng lượng của em nó là 1.72/100 km ha. Thì 1.72 này thì tức là 1 lít 72 cả nhà, chưa tới 2 lít ha. Đó, cũng rất là tiết kiệm xăng. Rồi thì đây là em nó vẫn còn là bình xăng con nha cả nhà, nè vẫn còn bình xăng con chế quạt khí ha, thì chưa có được lên F2. F2 thì chỉ có IGX mới lên F2 ha, còn quên pha thì vẫn còn bình xăng con ha. Rồi đây em nó nè, này cần thắng này ha. Rồi thì mình nhìn chiếc Vinfast 2024 này á, mình nhìn thấy gọn gọn cả nhà, mình thấy gọn gọn ha, để quay xe cho cả nhà xem. Đây nhìn nó gọn gọn ha, thì chúc mình báo cái giá cho cả nhà biết luôn ha. Thì cái giá cửa hàng đã ra bên số huyện cho mình luôn, rồi chúc mình báo cái giá ha. Rồi thì mình thấy cái màu sơn bóng này rất là đẹp này cả nhà. Rồi thì mình xin báo cái giá cho cả nhà biết luôn ha. Thì hiện tại cái giá của chiếc Vinfast 2024 này thì tại trong cuối tháng 7 này thì cái giá của em nó hiện tại là 20 triệu nha cả nhà. Cái giá em này là 20 triệu ha. 20 triệu. Thì 20 triệu này á là cái giá này là cái giá cửa hàng đã bao biển số cho mình luôn ha. Và biển số huyện nha cả nhà. Biển số huyện cho mình. Còn cái biển số thành phố á, của thành phố thì mình lên một chút xíu nữa nha cả nhà. Lên một chút xíu nữa, tại vì thành phố cái biển số đó, nó có giá trị hơn thì số tiền nó phải cao hơn một chút ha. Rồi mình xin báo cho cả nhà biết, thì cái giá này giá biển số huyện. Rồi thì cả nhà chưa có đăng ký kênh thì hãy cho mình xin một cái đăng ký kênh ha, và cho xin một like. Nếu mà thấy video hữu ích thì chia sẻ cho mọi người cùng xem ha. Bấm chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh YouTube của mình. Rồi thì video của mình làm tới đây mình xin kết thúc nha cả nhà. Mình hẹn gặp lại cả nhà trong video sau ha. Trong video sau. Rồi.
Bye bye cả nhà nha. Bye bye.